Kính chào mọi người nhé, chè này ở Praha người ta đưa chè đến tận nơi luôn, 50k một cái cốc này. Mọi người thấy rẻ hay đắt? Tôi thấy hơi chát đấy. Là ăn ủng hộ người quen mà. Rồi bây giờ ăn thử chè ngon nhá. Khá là mát. Ông này có độ đen, độ đỏ, thạch, hạt sen. Mát lắm. Pissed off today, and lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me, smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại tôi đang ở quảng trường Con Gà ở Praha. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, nhiệt độ ngoài trời khoảng độ 24 độ C. Hôm nay thì tôi sẽ dẫn mọi người đến một khu phố gọi là khu phố xa xỉ nhất ở Praha này. Khu phố đấy đang ở ngay phía trước mặt chúng ta ở đây. Rồi bây giờ tôi sẽ mang mọi người đi cùng tôi nhá. Hôm nay tôi sẽ mang mọi người đi đến một khu phố là phố Bariska. Mọi người có thể nhìn ở biển ở trên. Phố Bariska thì nối liền với cả quảng trường Con Gà. Phía này là quảng trường Con Gà, trên kia là tháp đồng hồ kia. Trong khu phố này có một khu phố này là một đoạn ngắn thôi, nhưng mà trong khu phố này là khu phố xa xỉ nhất ở Praha. Đây là khu đất vàng ở Praha. Ở trong khu phố này thì có rất nhiều những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, rất nhiều các hãng thời trang nổi tiếng và xa xỉ. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan một vòng ở khu phố này. But you gotta be there for me too.
bad for me too. Boy, I'm holding on to something. Won't let go of you for nothing. Phía đằng kia là Gucci, mọi người có thể nhìn thấy. Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người lướt qua khu phố này đã, xong tí nữa chúng ta sẽ vào thăm các cái cửa hàng sau. Ồ, hình như máy đóng cửa hết mọi người ạ, hơi tiếc. Hôm nay là ngày lễ mà, thế nên là đóng cửa hết. Phía kia có Hermès, chắc cũng đóng cửa rồi. Hôm nay là ngày lễ. Không sao, chúng ta sẽ đi một vòng quanh khu phố này để ngắm cảnh. I woke up pissed off today, and lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me. Smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you whisper, I'll be loud for you. But you gotta be there for me too. Too. Last year took a toll on me, but I made it with you next to me. Around the world and back again. I hope you're waiting at the end. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone. Như mọi người có thể thấy đây, ở đây có Saint Laurent, Givenchy, Balenciaga, Alexander McQueen. Khu phố này toàn là những nơi, những cái thương hiệu thời trang nổi tiếng ở trên thế giới bán ở đây. Những thương hiệu thời trang với giá đắt đỏ. Ví dụ như những cái túi, cái ví có thể lên đến 1.000 euro hoặc là 2.000 euro. Đây là thương hiệu Burberry. Các bạn có dịp mà đến thăm Praha thì cố gắng ghé vào phố này để mà mua sắm nhá. Vào đây để mà đốt tiền là rất hợp lý. Đây chính là nơi trụ lạc của thương hiệu Gucci, nhưng mà rất tiếc hôm nay đã đóng cửa. Hôm nay là ngày lễ tôi đi thì nó đóng cửa hết rồi, hơi đen tí. Định vào đây mua cái ví nhưng mà đóng cửa mất rồi. But you gotta be there for me too. Ở phía trước mặt chúng ta mọi người có thấy đông người không? Ở phía đằng này này, chỗ này là lối xuống khu Do Thái, rất nhiều người vào để tham quan du lịch. Đây chính là cái ngách này, chúng ta sẽ đi xuống khu của người Do Thái, ngày xưa người ta sống ở đây.
Bây giờ tôi đã quay lại quảng trường Con Gà rồi. Khu phố đấy chỉ có một đoạn ngắn như vậy thôi. Khu phố này thực sự rất là đẹp. Có những hãng thời trang nổi tiếng và có những kiến trúc nhà rất là đẹp. Rất nhiều cây xanh. Thực sự là ở Praha này có cái dãy phố này tôi thấy là đẹp nhất. Sau đó đến quảng trường con ngựa. Rất tiếc là hôm nay các cửa hàng nó đóng cửa hết. Không thì tôi cũng sẽ vào để cho mọi người xem bên trong họ bán hàng có những mặt hàng gì. Nhưng mà rất tiếc hôm nay là ngày lễ, thế nên là mọi người thông cảm. Rất đông khách du lịch vào đây. Thôi, video của tôi sẽ tạm dừng ở đây. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye. Hẹn mọi người ở những video sắp tới. I woke up pissed off today. Lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me. Smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. You gotta be there for me too. Can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you whisper, I'll be loud for you. I'll be loud for you. I got you, I promise. Let me be honest. Love is a road that goes both ways. When your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. But you gotta be there for me too.